À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với kênh Cổ phiếu Kim Cương trong buổi tổng hợp thị trường ngày mùng 1 tháng 3. Nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022. À, thì trước khi đi vào nội dung phân tích, rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì anh chị theo dõi kênh hoặc là trong các cái nhóm Zalo thì anh chị có thấy là bản thân là cách phân tích của cổ phiếu Kim Cương rất là khác biệt với các cái kênh ở chứng khoán khác, các anh chị có thể thấy là khác với những cái kênh hoặc những cái nội dung phân tích theo cái cách gọi là phân tích cơ bản, một cách thông thường, hoặc là phân tích một cách kỹ thuật theo một cách truyền thống, hoặc là các anh chị thấy là kể cả những bạn phân tích Ken Slim ở phía đây, thì bản thân ở đây mình cũng muốn các bạn, mình chỉ nhìn dưới một cái góc khác. Hàng ngày thì các anh chị đều nhận được những cái bản tin kiểu như thế này, và các anh chị thấy rằng là nó rất là lượng hóa. Bản thân là à, ở đây thì mình cũng chỉ quản lý và chia sẻ với các anh chị các cổ phiếu mạnh nhất đó là các cổ phiếu kim cương thì các anh chị thấy có thể những cái cổ phiếu này này mà nó là những cái cổ phiếu mạnh nó là những cái cổ phiếu mà mình gọi là cổ phiếu kim cương nó không chỉ là cổ phiếu kim cương trong một ngày như chị nhé mà nó là cổ phiếu trong vòng một vài ngày một vài tuần thì anh chị thông qua các động theo dõi thì các anh chị hoàn toàn có thể đánh giá được chất lượng của việc mình chia sẻ các cổ phiếu mà lựa chọn gần như các anh chị theo dõi kênh thì các anh chị đã loại bỏ được toàn bộ những cả các cái yếu tố về mặt cảm xúc, về mặt cảm tính hoặc là về mặt cảm nhận để đâu đó chúng ta ra những cái quyết định mà sai lầm trong cái hoạt động uh, giao dịch chứng khoán có thể là mua một cách mô hoặc bán một cách vội vàng đúng không ạ? Thì với cái nội dung ngày hôm nay uh, thì các anh chị có thể thấy là chúng ta đánh giá về thị trường hiện nay hoạt động như thế nào. Thì với thị trường chung thì chúng ta sẽ sử dụng các cái chỉ số index cũng như là xem đánh giá độ mạnh yếu của các cổ phiếu, các cái nhóm cổ phiếu để chúng ta nhận định thị trường thì bao giờ mình cũng đi theo góc độ uh, từ tổng quan cho đến chi tiết từ thị trường chung xong đến nhóm ngành xong đến uh, các cổ phiếu thì đầu tiên thì chung các anh chị thấy đối với chỉ số VN In index thì hôm nay là một cái phiên mua vào khối lượng ở mức gọi là trung bình tăng 0,6% như vậy thì nó đang đứng ở giữa trung bình MA10 và trung bình MA20 thì với cách phân tích của mình thì các chị thấy là như vậy thì thị trường đang trong vẫn giai đoạn sideways đi ngang nhé nó không có dấu hiệu gì cả viên 30 cũng vậy nhé tất nhiên ngay chị có thấy đây này nó đây thành một cái tiểu trend đúng không ạ và có những cái sự rung lắc tuy nhiên nó vẫn duy trì ở một cái xu hướng đi lên yếu gọi là sideways mình hay gọi là sideways cái việc mà thị trường nhận định thị trường sideways chúng ta vẫn có chiến lược chúng ta có thể đánh được chúng ta vẫn có thể giao dịch được nhưng mà chúng ta giữ ở mức thị trọng vừa phải Đối viên 30 cũng vậy nhé. Hôm nay là một phiên gọi là khối lượng vừa phải tăng 0,2 dưới MA10 và dưới MA20 Up index thì là mạnh hơn một chút trên MA20 dưới MA10 HNX index thì trên MA10 trên MA20 thì nói chung là các chỉ số ở đây thì index thì nó vẫn trong một cái xu hướng tiểu xu hướng đi lên yếu không vấn đề gì cả có một cái chỉ số mà anh chị có thể tham khảo là số lượng cổ phiếu tốt thì hiện nay số lượng cổ phiếu tốt thì đang có duy trì ở mức khá là cao sấp xỉ 300 cổ phiếu và hiện nay thì sau hai ba phiên gần đây thì nó có sự giảm một chút ít tuy nhiên điểm số hiện nay vẫn đang gia tăng thì về cơ bản thì nó vẫn an toàn thì các anh chị sẽ nhìn thấy là cái nhận định ở đây này thị trường đang trong xuống đi lên yếu này sideway nắm giữ các cổ phiếu mạnh hoạt động với tỷ trọng vừa phải và hoàn toàn chúng ta có thể mua cổ phiếu mạnh hoặc kể cả mua cổ phiếu thăm dò các cái cổ phiếu mà uh, trong nền anh chị nhá thì đấy là cái... cách chị có thể xem lại tất cả những cái nhận định của tất cả những cái ngày gần đây mình đều nhận định nó rất ổn định như vậy các anh chị không cần phải suốt ngày bồng bềnh với các cái nhận xét đúng không ạ suốt ngày thay đổi với các nhận xét mình vẫn duy trì một cái nhận định về đánh giá về thị trường vẫn duy trì cái việc lựa chọn cổ phiếu các anh chị hoàn toàn có thể theo dõi ở đây có thể đánh giá chất lượng các cổ phiếu ở đây được anh chị nhiên nó rất là minh bạch nó rất là lượng hóa ngày nào cũng vậy thì với cái nội dung cái tổng kết thị trường của ngày hôm nay ngày 1 tháng 3 thì nó là như vậy thì cái định hướng trong của chúng ta cái chiến lược của chúng ta là như thế này anh chị nhé về các cái nhóm ngành cổ phiếu mạnh thì các anh chị có thể nhìn đây thì các anh chị thấy là những cái nhóm cổ phiếu mạnh nó sẽ nằm ở phía bên này à, thì ở đây thì à, đối với cổ phiếu thì như thường lệ thì các anh chị cũng thấy mình sẽ chia ra làm hai cái nhóm ở đây này thứ nhất là cổ phiếu trên nền thứ hai là cổ phiếu trong nền cổ phiếu trên nền này mà cổ phiếu trên nền hoạt động tốt mà thuộc nhóm ngành mạnh thì là những cổ phiếu mà xứng đáng nhất chúng ta sở hữu thì đây là những cổ phiếu mà hiện nay các anh chị vẫn có thể nắm giữ và sở hữu được và trong những đó thì những cổ phiếu nào gần nền thì hôm nay chúng ta có thể mua được thì hôm nay các anh chị có thể mua VDS, TMS, HAH và PVD đó những cổ phiếu này là những cổ phiếu trên nền cũng khá là đẹp nhưng mà ngành thì đang yếu hơn một chút thi thoảng có những cái ngành nó sẽ bị loại khỏi ra do nó yếu hơn cái bình quân của chị nói chung tuy nhiên là những cổ phiếu này cái nếu các anh chị nắm giữ thì cũng khá là ok chị nhé đối với cổ phiếu trong nền thì uh, đây là các cổ phiếu trong nền các cổ phiếu trong nền này thì nó thuộc thông thường nó sẽ thuộc các cái nhóm nhóm ngành mạnh tuy nhiên nó chưa vượt chưa có cái điểm bùng nổ vượt nền như chị nhé đấy thì có thể tham khảo các chỉ số khác thì đây thì các anh chị có thể nhìn mình sẽ lướt các cổ phiếu này để các anh chị nhìn nhé uh, rất nhiều anh chị có hỏi rằng là tại sao mà không nhận định toàn bộ các cổ phiếu thì nguyên tắc của mình uh, thứ nhất là việc mấy chị giao dịch chứng khoán để mà mục đích là để chiến thắng đúng không ạ chứ không phải mục đích là mà để chúng ta khám phá toàn bộ thị trường do so vậy là đây là mình đã tiết kiệm thời gian cho các anh chị bằng cách là mình đã lọc những cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất cho các anh chị rồi thì các anh chị chỉ việc quản lý những cổ phiếu đó thì là các anh chị sẽ có hiệu quả nhất còn nếu mà không nằm trong cổ phiếu này thì thông thường nó sẽ yếu hơn hoặc là mình chưa quan tâm chị nhé đây thì các cổ phiếu mạnh nhất đây pet này đấy sau những cái nhịp chạy rất là mạnh chạy nước rút thì này nó vẫn đang đi lên đấy chị nhé rất là đẹp cổ phiếu pet này thì anh chị có thể xem lại cái ngày 14 tháng 2 chúng ta có phát hiện ra cái cổ phiếu đấy là ngày điểm mua ngày đó anh chị xem nó đều có hết đấy nó sẽ có pet này phr và vhc này đấy, đấy. FLT, FLT các anh chị xem này cũng có nhé Nó đều có trong các bản tin hàng ngày hết Đây là một cổ phiếu hay thuộc cái nhóm bán lẻ tổng hợp rất là mạnh Hiện nay vẫn nắm giữ được PSD nhé PSD cũng vẫn nắm giữ được nó vẫn đang xuống lên anh chị nhé tiếp theo là có một cổ phiếu VDS của chứng khoán thì cổ phiếu này cũng vượt nền rồi anh chị nắm giữ cũng ok mà hôm nay cũng mua cũng có thể được chứng khoán thì không không có nhiều cổ phiếu mạnh như VDS là một cổ phiếu mạnh của nhóm chứng khoán dịch vụ vận tải thì có TMS thì cũng vượt nền rồi đang chạy thì các anh chị có nắm giữ được có thể mua được tuy nhiên lưu ý là cổ phiếu này thanh khoản hơi thấp HAH ok nhé các anh chị nắm giữ được và nó cũng khá là cần nền đây là điểm mua vùng nổ của nó đây này ngày 17 tháng 2 nói chung các chị xem lại thì nó đều có hết Như vậy nhé Đó, tháng 2 nó có PSD này có cả PSD luôn đúng không Gil này GG này đấy các chị xem nó đều có TSC này ok này hôm nay vùng nổ vấn nền này dòng tiền vào rất mạnh của cái này vẫn chạy tiếp được các chị mua hôm nay cũng được nhé DPM, DPM thì bùng nổ phần nền thì hiện nay đang duy trì xu hướng lên. Các anh chị nhìn hỏi, các anh chị hỏi là cái phiên bán ra này khối lượng khá cao thì có vấn đề gì không? Thì nói chung là chưa vấn đề gì cả, các anh chị nhé. Ok. HCD, HCD thì không phải quá mạnh nhưng nó đang là xu hướng lên. Kênh trên đấy, ok nhé. DAH, ok này. VNG, VNG các anh chị vẫn nắm giữ được nhé, chưa vấn đề gì. OCH, OCH này thì hơi lỏng không ưu tiên có ACL ACL là cổ phiếu chạy khá là tốt các cái điểm vượt nền của nó đây này anh chị này. anh chị nắm giữ ok nhé VHC VHC thì các anh chị có thể xem lại cái ngày à, mùng 8 tháng 2 là cái ngày mà chúng ta cũng phát hiện ra cái cổ phiếu này cho cái điểm mua anh chị nhé thì này chạy rất là ổn các anh chị nắm giữ thôi à, HAX này mô tô hàng xanh thì ok nắm giữ ok này yeah. DQC đúng không các anh chị thấy nó chạy rất là mạnh Vậy là chạy nước rút khá là tốt rồi Các anh chị có thể xem lại những cái ngày này thì nó đều có hết anh chị nhé Đặc biệt những cái ngày này 17 tháng 2 hoặc những ngày gần đây đều có hết Mình đều có hết ở những cái ngày, ngày khác QC có thể nó sẽ không nằm ở nhóm những ngành mạnh nó nằm phía dưới QC đây anh chị nhé QC đây Đấy nói chung là chúng ta không vào sẽ không bỏ lọt một cổ phiếu mạnh nào cả không bỏ lọt một cổ phiếu tốt nào cả đều là cái nhóm mà liên quan đến dầu khí thì khá là mạnh PVC nhé điểm mua bùng nổ ở đây và sau đó chạy khá là ổn ngoài ra thì có PTV anh chị có thể nắm giữ được nhưng cổ phiếu này thì hơi lỏng xấu không đẹp PVS thì ok nhá anh chị nắm giữ ok này tiếp theo là PVD PVD hôm nay các anh chị cũng có thể mua được đó thì đó là những cái cổ phiếu mạnh nhất mà theo mình thấy là nó là những cái viên kim cương mà các anh chị nên nắm giữ còn những cổ phiếu bên dưới này thì mình sẽ thấy rằng nó yếu hơn và mình sẽ không muốn các anh chị lan man để mất thời gian các anh chị rất nhiều anh chị là rình rình là bắt đáy hoặc là kiếm những cái cơ hội mà nghĩ rằng chúng ta cần phải nhanh hơn người khác hoặc là phải khô hơn người khác một chút nhưng thực ra ra điều đấy là không cần thiết chúng ta chỉ cần mua đúng cái điểm mua thôi chọn đúng các cổ phiếu thôi nếu mà sai thì chúng ta sai thì chúng ta sửa đúng không còn đúng thì chúng ta cho lợi nhuận bản thân các anh chị có thể xem lại trong cái list danh sách của mình mình giới thiệu ấy các anh chị kiểu gì các anh chị cũng tìm được 50 phần các cái cổ phiếu đều đúng và đúng thì đều cho các anh chị lợi nhuận từ 20 cho đến 4 50 phần trăm và nếu sai thì các anh chị thấy nó sẽ ra khỏi danh sách và hoàn toàn các anh chị có thể bán lỗ từ tầm 3 5 phần trăm như vậy là nếu các anh chị đầu tư theo cái cách đầu tư như thế này tức là bản thân mình ở đây mình gọi nó là đầu tư lượng hóa không cảm xúc gì cả chúng ta không có một cái cảm xúc nào cả sẽ cho chúng ta một kết quả tốt nhất thì đó là cái đầu tư chứng khoán à, mình cũng phát hiện ra có rất nhiều anh chị ở trong các group các thứ vào những cái giai đoạn thị trường lên thì các anh chị rất là sôi nổi rất là hào hứng với thị trường như vào những cái giai đoạn mà thị trường nó thanh khoản nó yếu hoặc là có những cái nhiều điều chỉnh như thế này là rất nhiều anh chị là bắt đầu thì rời bỏ group khi các anh chị rời bỏ group vào lúc thị trường nó lên đấy khi mà lúc nó lên thì các anh chị nhảy vào thì các anh chị không khéo thì các anh chị lại dính trưởng giống như là chúng ta nhảy các cái bước nhảy nhưng các bước nhảy của chúng ta đều lệch với các cái nhịp thị trường đúng không? khi thị trường nó là cái điểm vào thì chúng ta lại không vào sau khi thị trường nó bắt đầu nó đang nóng hổi và nó chuẩn bị nó rơi thì lúc đó chúng ta bắt đầu nhảy vào thì chúng ta lại dính mắc đó là cái mà mình nhìn thấy ở hầu hết các anh chị là như vậy thì đó là các cái thông tin nhận định thị trường của ngày hôm nay thì chi tiết các anh chị có thể xem vào cái file Excel này thì hy vọng là phần nào với cái cách phân tích như thế này thì thực ra nó cũng khá là đặc thù và mình biết là rất nhiều anh chị thì không thích cái kiểu phân tích như thế này là bởi vì chị thích những thứ gọi là nó màu mè nó hoa mỹ các anh chị, chị phải nhìn thấy được rằng là doanh nghiệp thế nào đúng không quỹ đất ra làm sao hoạt động kinh doanh thế nào nhưng mà các anh chị thấy rằng là những cái đó nó sẽ phù hợp nếu các anh chị lựa chọn cái phương pháp đầu tư dài hạn thì, thì, thì mình không nói nhưng nếu anh chị chọn theo cái phương pháp đầu tư ngắn hạn và trung hạn mà phân tích như thế thì khi mà thông tin đến với các anh chị thì là lúc mà mọi thứ nó bắt đầu nó chín muồi rồi đúng không ạ còn khi các anh chị chán nản, à, các anh chị không nhìn thấy cơ hội hoặc không nhìn thấy cái gì thì là lúc nó bắt đầu đi lên thì như vậy là chúng ta lại rất là nguy hiểm anh chị nhé. thì hy vọng là với cái cách phân tích này thì nó là cái cách phân tích cá nhân của mình và nền tảng của nó thì cũng từ là cái phương pháp VSA thôi và slim các cổ phiếu trên nền này chính là các cổ phiếu Slim này, các cổ phiếu trong nền chính là các cổ phiếu VSA thực ra VSA thì nó bao bao trùm cả hai cái này anh chị nhé. thì hy vọng là cái thông tin này giúp ích cho anh chị cái phần nào trong hoạt động đầu tư của mình ok chào tạm biệt các anh chị chúc các chị đầu tư thành công và may mắn